Xin kính chào quý cô chú anh chị đã quay trở lại với Chiếc Chè Bông. Cả nhà ơi, nhìn trước mặt em đây là một rừng mai, cả nhà ơi, một đồng ruộng mai luôn, quá trời mai luôn. Và ngày hôm nay bên vườn mai nhà em sẽ tri ân khách hàng đặc biệt cho quý cô chú anh chị, giá trị 4x 4.900 một cây, mà chúng ta còn được bao phí vận chuyển luôn. Nếu chúng ta lấy 5 cây bên em còn bao phí 50 cây bao phí vận chuyển, và đặc biệt thêm một cái nữa là tặng 3 cây cho chúng ta. Ở đây vẫn là một cái anh quen thuộc thường đi moi rễ cho chúng ta xem. Thì cả nhà ơi, mai con quấn rễ thì người ta thường ta cấy ở dưới, cho nên là cái rễ nó ít lòi lên, mình phải moi cho rễ đặng cho khách xem là cái rễ nó như thế nào đó. Trời ơi, cái lô này nó mập như con trâu vậy trời. Đây, ôi ơi, quá u là đẹp rồi cả nhà ơi. Đây nè, rễ này nha, rễ đây đủ kiểu hết nè. Cái này có gì thú, cái gì tổ chim, cái gì tùm lum hết trơn nè, lò xo đó, đủ kiểu như thế này nha quý cô chú anh chị ơi. Ở đây cây rất là mập nha, cây này bây giờ tầm khoảng 4 đến 5 tấc đi, 4 tấc đi lên đi ha em. Đó, trời ơi, cái rễ nó bự nè, đó 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 đó. Đây nè, có lò xo nữa nha. Đây nè, một số cây thì nó có hất hân nha, hất hân của nó hấp luôn. Ở một số cây thì nó có nhánh thích hợp cho chúng ta trồng để lấy tàn cũng được luôn nha cả nhà. Nè, cây nó mập thấy ghê thì trời ơi. Ui, coi nè trời, quá trời cái lô này luôn. Số lượng tầm khoảng 20.000 cây. À, cái này là do cô chú người ta có cái cần giải phóng cái nền á, cho nên là người ta kêu em bán rất là rẻ, cho nên em bán với cô chú anh chị mình cũng rất là rẻ. Đây nè, một số cây nè, anh hai nhổ lên cho khách xem, một số cây nó có nhánh luôn. Đây đó, trời ơi ha, cái này trồng trồng để chúng ta lấy nhánh lấy tàn thông cũng được, rồi cắt ghép cũng được. Nói chung là cây này nó rất là ok cả nhà, mà giá nó cũng rẻ nữa. Trời ơi, có 4.900 cây hả trời. Nếu mà chúng ta lấy 50 cây chúng ta còn được bao ship nữa cả nhà. Đó, đây nè, rễ nè, đó rễ nữa, rất là đẹp luôn ha. Rồi, ai thích cái lô này thì alo cho vườn mai của Chiếc Chè Bông, và em sẽ có một cái lô lớn hơn nha cả nhà, một cái lô lớn hơn. Ở cái này thì cao tầm 60 cho đến 80 nha. Đó, bởi vậy ai thích lấy cái nào thì mình cũng có hết nha. Cái này là 60 cho đến 80. Đó, rồi cái lô này bây giờ em giảm giá đặc biệt luôn. À, loại này là 5.900. Đó, 5.900. Nếu mà chúng ta lấy 50 cây chúng ta cũng được bao ship luôn. Đó, cây bên đây rất là bự. Trời ơi, chết cha em nhổ hư hết cây luôn rồi, báo luôn rồi. Đây, cây này nè. Đó, 60 cho đến 80 nha. Đó, trời ơi coi nè. Đám mai này quá trời luôn. Cô chú này đang cần cái mặt bằng á cả nhà, cho nên người ta bán rẻ lắm. Mọi người nhanh tay ủng hộ cho vườn mai nhà em nha.